Xin chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843 hoặc là kết nối với Zalo. Rồi xem video thì bấm vô cái chế độ HD để xem cho nó rõ nha anh em. Muốn theo dõi các video mới thì bấm vô chỗ đăng ký kênh đó, nút màu đỏ đó, để được cập nhật mấy cái video mới. Rồi hôm nay là cái video 34. Đây, em giới thiệu mấy cái món đồ như ấm nước nè. Đây, ấm nước nè. Mấy cái chảo nè. Rồi cái bếp. Bếp này nấu nấu lẩu ha. Nè. Chiên đồ nữa nè. Ok, cái đầu tiên là cái chảo của Nhật anh em. Đây cái chảo. Đây nó còn sáng bóng ha. Cán cũng ra đẹp. Chảo này đường kính 22. Này, thương hiệu của Nhật ha. Rồi, chắc chắn cầm chắc tay nó đóng tán rồi. Chảo 22 vậy nè, nó chiều cao là 5,5 phân ha. Chảo Nhật có mã là 3401 300.000. Rồi tiếp theo là cái lò nướng ha. Cái này cái bếp nướng bánh khọt bánh đồ này. Hàng này thì nó hàng xuất Nhật ha anh em, nó là chẩn điện Nhật là 100V, công suất nó 650W, 240 độ C. Đây nó là công ty Yamagen của Nhật Bản ha, sản xuất tại Trung Quốc, sức thị trường Nhật. Đây. Cái này mình test rồi ha. Cắm lên là nó nóng ok ha. Đây nó có mã là 3402 400.000 này nè. Tiếp theo là cái bếp nè. Còn nguyên tem luôn, cái này chưa sử dụng anh em, bụi nè. Đó, cái nồi. Ở đây nó có công suất là 1050W, nó xài điện 100V. Đây em cắm điện thử ha. Đây ổ điện. Chế cho nó miếng nước ha. Ok, bật lên là nó đỏ không tắt rồi. Tắt rồi. Bật. Rồi, để nó ra đi. Tiếp theo là cái ấm. Đây. Cái ấm này cũng mới chưa sử dụng ha. Rồi. Nó còn cái tem ở trong nè. Một cái ấm của Nhật. Đây, cái Ninja Ban. Bao luôn.
Ok, cái ấm này có mã là 3404 400 ngàn. Rồi cái bếp nó sôi rồi nè. Đây nó sôi rồi nè. Ok, mình cúp điện ra ha. Rồi cái bếp nấu lẩu này có mã là 3403 ha, 400 ngàn. Đó, rút ra là nó vẫn còn sôi. Rồi, tiếp theo một cái đây là cái bình đun nước ha. Bình đun nước. Bình đun nước của National. National là nó là hàng Nhật, xài điện 100V, 500W. Dung tích nó là 1 lít 2. Đây, thân nó bằng nhôm. Mà chế nước thử nha. Đây, cái này cắm điện thì nó sẽ tự nó chạy luôn nha nè, không có công tắc gì hết nha, và nó soi nó cũng không có tự cái tắt ha, cái này không có chức năng tự tắt. Đó, cắm vô nó soi lên rồi đó, nó bắt đầu nóng lên. Đầu nó nóng lên nè. Rồi mình tiếp theo là món này, cái này là cũng là một cái ấm đun nước ha. Ấm đun nước này nó đây thương hiệu của nó nè. Nó có on off nè, nó tự động tắt. Cũng xài điện 100V nha anh em. Đây xài điện 100V. Công suất thằng này là 1.300W. Đây nó cắn vận chuyển về nó cắn nó mớp tí xíu ha, mà không ảnh hưởng gì bên trong đâu. Đây cái này nó sôi quá trời rồi nè. Bốc khói ra luôn. Ok, mình rút điện ha. Cắm National này có mã là 3405 ha, 300 ngàn. 3405 300 ngàn. Rồi tiếp theo cái ấm đun nước này. Đây là cái đế nó ha. Cái đế điện á để lên sử dụng. Đây là cái nắp, mình mở ra thì mình bóp nó vô. Còn muốn chế nước thì bóp cái này. Chế. Không chứ không không bóp là nó kín. Rồi đây là cái ấm đun. Ok, mình chế nước thử ha. Đó. Mình bấm công tắc là nó lên nè. À, chế vô rồi mình bấm một cái. Mình mới tắt rồi nó không có bấm lại được. Đó. Đây, bấm on là nó hoạt động ha. Một lát nó sôi nó sẽ tự tắt ha.
nóng lên đây. Đó, nó đủ sôi rồi, nó tắt rồi đó. Đây, nó đã tắt rồi nè. Sôi là nó tự tắt ha. Đây. Ui da, nóng quá. Ok. Mấy cái đồ này là xài điện 100V hết nha anh em. Ghi nhớ nha, đừng cắm lộn điện thì nó sẽ hư luôn. Cái này cũng xài điện 100V. Bình đun nước này có mã là 3406 500.000 anh em. Rồi, cuối cùng là chưa. Cái này gồm có hai bộ chảo ha. Cái bộ chảo này cây bộ chảo, mỗi bộ chảo nó có một cái cây bắt chảo ha. Đây cây bắt chảo này, đây cái chảo nhỏ, cái chảo này mình mở dài ha nè, mình xài bắt vô. Ok, đây để lên chiên rồi mình nhả nó ra. Để chiên thì để lên rồi mình nhả nó ra. Đó. Thì mình muốn nhấc xuống rồi bóp vô nhấc thôi. Đó, không có sợ nóng cái cán chảo mình nữa. Này, cái lớn thì nó cũng vậy. Đó. Bộ này là hai cái chảo nha anh em. Hai chảo và một cây bắp. Đây là cái chảo của Đức nha anh em. Đây, nó thiết kế với Đức nè, Germany. Đây là cái thương hiệu nó. Chảo đáy dày nha, rất là dày luôn. Cái chảo này có đường kính là 25, chảo lớn là 25, chảo nhỏ là 22 ha. Rồi, chảo lớn 25, chảo nhỏ 22, chảo lớn cao là 7,5 phân. Ok, bộ chảo này có mã là 3407 600.000. Rồi, cái bộ chảo cuối cùng thì cũng là mã 3408 600.000, cũng bằng giá ha. Cũng có cây bắt chảo, cũng xài cây bắt chảo nè. Vô bắt ha. Đó. Ok, cái bộ chảo này là của Tay Pháp, của Pháp ha. Cũng hai cái luôn. Bộ chảo hai cái. À. Kích thước thì cũng kích thước cái này là 27. Lớn 27, nhỏ 23 nha anh em. Chiều cao nó là 6 phân. Ok, hai cái chảo và cây bắt chảo mã là 3408 600.000. Rồi, ok, mình kết thúc cái video ở đây. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo.